sẽ học tiếp về những phước hạnh chúng ta tiếp nhận từ nơi Chúa khi chúng ta đến nhà thờ để thờ phượng Chúa. And today we can continue to talk about the blessing for those who come to the house of God. Và quý vị xem ở trong tờ giàn bài mà mỗi người đều có đó là chúng ta được phước bởi lời Chúa và bởi Đức Thánh Linh. Okay. Two things that you're going to be blessed when you're in the house of God is that you will be blessed by the word of God and that you are blessed by the Holy Spirit. Amen. Và trước tiên chúng ta học về việc là chúng ta được phước bởi lời của Chúa. So we are blessed when we're in the house of God because of the word of God. Amen. Amen. Lời của Chúa, bởi vì thứ nhất là lời của Chúa chứa đựng quyền năng của Đức Chúa Trời. Did you know that the word of God has the life of God in it and is filled with power? Amen. Và khi chúng ta học Kinh Thánh, khi chúng ta học lời Chúa, nó không giống như là chúng ta học ở trong trường học, học một cái môn học nào đó. Did you know that the word of God contains power and is so different than you would go to college or do study? Bởi vì khi mà chúng ta học, thí dụ như chúng ta ở trong trường học, chúng ta học về sử ký, về vật lý, về hóa học hay về toán, vân vân. And when we're in school, it's all about knowledge. We learn about history, math. Thì chúng ta gain knowledge, chúng ta học được một số những kiến thức. Đúng so we receive knowledge in a regular school. Nhưng mà khi mà chúng ta học lời của Chúa thì But sao? When we study the word of God, what happened? Thì trong lời của Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời. Because in the word contain God himself, contain his power, his nature. Để mà biến đổi đời sống chúng ta. And when we receive the word of God in our heart, what happened is that it changed us in the inside. Biến đổi chúng ta từ trong lòng ra đến bên ngoài. And it transforms us from the inside to the outside. Chúng ta xem trong Hebrews chương 4 câu 12. In Hebrews chapter 4 verse 12. Hebrews chương 4 câu 12. Hebrews chapter 4 verse 12. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống độc và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and spirit and of joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Amen. Chúng ta thấy trong phần đầu của câu này nói là lời của Chúa sống độc và linh nghiệm. The Bible tells us here that the word of God is living and power, is alive. Amen. Sống động và linh nghiệm nghĩa là như thế nào? What does it mean to be alive? Có nghĩa là lời của Chúa không phải là cổ lỗ sĩ hay là cổ điển hay là lỗi thời. Okay, so the word of God is not like you can say that old fashioned. Đúng. Nhưng mà lời của Chúa sống động có nghĩa là có nhiều khi chúng ta những điều mà chúng ta đọc cách đây vài năm chúng ta tiếp nhận một số những điều nào đó, nhưng mà ngày hôm nay khi chúng ta đọc cũng những câu kinh thánh đó, Chúa lại dạy chúng ta những điều khác. Did you know that sometimes when you, a lot of, some of you may experience, you open up the word of God and he'll be speaking to you, and then maybe a year later, a month later, you'll be reading the same passage and then he'll speak in different things to you. How many of you have experienced that? Amen? Amen? Because there's life in the word of God. Bởi vì chính Chúa Jesus nói là lời của ta là thần linh và là sự sống. So Jesus said, my word is spirit and life. Thành ra khi chúng ta học lời của Chúa, so when we study the word of God, sẽ không có bao giờ mà chúng ta nói như thế này. And it, you can never come to a conclusion like this. Là cái câu kinh thánh này tôi đã học, tôi đã biết rồi. See, you don't have a mindset. You know, I already know about this. I already study about this. Chúng ta không thể nào mà đối xử với lời của Chúa như vậy được. Nó không giống như là thí dụ như chúng ta nói là 2 cộng với 2 là 4. Tôi đã học cái này từ hồi lớp 1, lớp 2 thì đó, bây giờ tôi không cần học nữa. And so we need to have a different attitude because there's word of God is like, it has a lot of facets. You can't say, "Oh, you already know this about the word of God." You cannot say that, "Oh, I learned 2 plus 2 is for when I was in kindergarten. So now I don't need to learn about it anymore." Nhưng mà lời của Chúa khác, bởi vì sao? Lời của Chúa là thần linh và sự sống. Because in the word of God, it has life and has its power and has its spirit. Những gì mà chúng ta đã học trong cái lúc mà chúng ta cách đây 10 năm chẳng hạn, trong cái giai đoạn đó chúng ta học và Chúa áp dụng trong cái giai đoạn đó. Nhưng mà ngày nay khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh khác thì cũng lời Chúa áp dụng cho chúng ta một cách khác. Time changes, circumstance changes all the time, but he uses his word all the time to make it applicable to our life circumstance. Amen. Và trong này cũng có nói là lời của Chúa phân rẽ hồn với linh. The word is the discerner of the thoughts and intents of the heart. Division of soul and spirit. Lời của Chúa giúp cho chúng ta phân biệt đâu là phần tâm linh chúng ta và đâu là phần tâm hồn của chúng ta. So the word of God will help you to understand what's in your soul and what's in your spirit. Có nghĩa là lời của Chúa cũng sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được là cái ý nghĩ ở trong đầu chúng ta đó.
là đến từ nơi Chúa hay là đến từ cái bản tính xác thịt. So there's the word of God, the Holy Spirit will use the word of God to help us to know that it's our thinking, it's God's way, or it's our thinking that's our own thoughts. Và bởi vì trong lời của Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời. Because in the word of God has the power of God. Do đó sẽ có những lúc mà chúng ta nghe giảng hay là những lúc mà chúng ta đọc Kinh Thánh. So when we read the word of God or study the word of God, có những lúc đó trong đời sống chúng ta, trong lòng chúng ta đang có những cái quyết định chúng ta cần phải thực hiện. And sometimes there are decisions that we have to decide. Hay là một số những vấn đề nào đó chúng ta đang suy nghĩ. And we're thinking about a decision or things that we have to do. Thì trong lúc mà chúng ta nghe giảng and hoặc là đọc Kinh Thánh. And as we read the word of God or hear the word being preached. Thì Chúa soi sáng cho chúng ta. God be the Holy Spirit enlightened us. Và giúp cho chúng ta thấy rõ được cái hoàn cảnh, cái trường hợp đó cần phải giải quyết như thế nào. And he'll give us to see things from his perspective and how to resolve it. Và điều này có thể xảy ra trong lúc chúng ta đọc Kinh Thánh riêng ở nhà hay là trong lúc chúng ta ở nhà thờ. And this will happen when you spend time in the word of God, or it will happen when you hear the word of God being preached in the church. Thế nên thứ nhất chúng ta biết là lời của Chúa chứa đựng quyền năng của Ngài. So remember the word inside the word of God has his power. Và điều thứ hai là lời của Chúa có quyền năng để đem lại kết quả trong đời sống chúng ta. The second thing what the word of God does for us is that it produces fruits in our life. Và lời của Chúa được ví như là hạt giống. The word of God is it's like a seed. Và chúng ta biết là tôi lấy thí dụ như là hạt giống của trái táo chẳng hạn. For example, when you look at the seed of an apple, thì trong cái hạt giống đó đã có tất cả những cái chất liệu để mà giúp cho nó mọc lên thành một cái cây và nó sinh ra mấy trăm hay mấy ngàn trái táo. All the nutrients in the seed is already deposited in the seed to, and if it is put on the ground and nurtured, it's going to grow into a fruitful apple tree. Tức là người ta không cần phải thêm bất cứ một cái gì vào trong cái hạt giống đó hết. There's nothing that people can put more into that seed. Người ta chỉ việc trồng nó dưới đất, tưới nước rồi để cho nó mọc lên. The people just put the seed on the ground, water it, fertilize it so it can grow. Thì y như vậy trong đời sống của chúng ta. So in our lives the same way. Tất cả những phước hạnh mà Chúa sắm sẵn để ban cho chúng ta. Everything that we need but also the blessing that we need. Đều xuất phát từ hạt giống của lời Chúa. It comes in a seed of the word of God. Và lời của Chúa đó sẽ tác động trong lòng của chúng ta từ trong ra ngoài. And so it will activate from inside out. Và lời của Chúa sẽ giúp cho chúng ta có mặc khải để chúng ta biết được chương trình của Chúa. But also the word of God will give us revelation to understand his plan, his will for our life. Lời Chúa đem lại ánh sáng để giúp cho chúng ta thấy rõ được những cái hoàn cảnh khó khăn trong đời sống mình phải giải quyết như thế nào. But also as we read the word, it will enlighten us to see the situation from his perspective. Và lời của Chúa cũng đem lại đức tin cho chúng ta. So the word of God also when we receive it, it strengthens our faith. Bởi vì Kinh Thánh nói là đức tin đến bởi sự người ta nghe, ấy là khi người ta nghe và nghe lời của Chúa. Does the Bible say that faith come by hearing the word of God? Thế nên mỗi ngày Chủ nhật khi mà chúng tôi đứng đây để chúng tôi giảng lời của Chúa. So when you're here and hearing the minister preaching the word of God. Đó là chúng tôi đang gieo hạt giống của lời Chúa vào trong lòng của quý vị. What we're doing is that we're planting seeds in your heart. Và lúc đó thì tùy theo quý vị là quý vị tiếp nhận và tưới nước để cho những hạt giống đó sẽ lớn lên và sinh ra kết quả trong đời sống của quý vị. And it's up to you to receive the seed and also keep it and tend to it and water it so that it can bear fruits in your life. Trong Phúc Âm Mark chương 4 câu 14. And in Mark chapter 4 verse 14. Mark chương 4 câu 14 ghi rằng người gieo giống tức là gieo đạo hay tức là gieo lời của Chúa. The sower sowed the word of God. Người gieo giống là gieo lời của Chúa. And so the sower who are the preacher, they sow the word of God. Như vậy thì người gieo giống là những ai? So who are the sower? Thí dụ như chúng tôi đang đứng đây, chúng tôi giảng, tức là chúng tôi cũng đang là những người đang gieo giống. So we are a pastor, we are the sowers. Và khi quý vị ở nhà, khi quý vị đọc Kinh Thánh giữa quý vị với Chúa đó, thì chính quý vị cũng là người gieo giống, but gieo lời của Chúa vào trong lòng của mình. Did you know also that when you spend time studying the word, you are sowing the word of God into your heart? Amen, amen. Thế ra, có thể nói mỗi người chúng ta đó, đều là những nông gia thuộc linh. And so all of us are spiritual sower. Spiritual farmer. Farmer. Mỗi người chúng ta đều làm điều đó. Và chúng ta xem trong Phúc Âm Mark chương 4 câu 20. And in Mark chapter 4 verse 20. Còn những hạt được gieo trên đất tốt giống như những người nghe đạo và tiếp nhận. Và kết quả hạt này ra 30, hạt khác 60, hạt khác nữa 100. But these are the ones sown on good ground. Those who hear the word accept it, bear fruits. Some 30-fold, 60, and some 100. Amen. Thì cái đoạn Kinh Thánh này đang nói về việc là người gieo giống đi ra để gieo hạt giống, tức là gieo lời của Chúa đó. And so it's talking about the sower going out and sowing the word of God. Và những cái mảnh đất, tức là nói về tấm lòng, những cái loại tấm lòng khác nhau.
And so when the Bible talks about the ground, good ground, it talks about the condition of your heart. Thì ở đây câu số 20 nói là những hạt được gieo trên đất tốt giống như tức là đất tốt tức là tấm lòng tốt đó, giống như là được đất tốt đó, đó là những người nghe, tiếp nhận và kết quả. And so here the Bible talks about those who their heart is good heart. The word of God is being sown on good ground and these people hear the word, they accept it and bear fruit. Amen. Thế đó, cho dù là hạt giống tức là cho dù trong lời của Chúa có đầy quyền năng của Chúa. So even though there's so much power in the word of God. Nhưng mà nếu mà chúng ta không nghe. But if you do not hear or attend to it. Nếu chúng ta không tiếp nhận. And if you don't receive it. Nếu chúng ta không có trân quý và giữ lời đó ở trong lòng chúng ta. And if you don't honor and keep that intent to that word in your heart. Thì tất cả quyền năng trong lời đó sẽ không đem lại kết quả trong đời sống chúng ta được. The power of that word Amen. Will not bring the fruit to what you're Amen. Looking for. Thì đó chúng ta thấy là lời của Chúa có đầy quyền năng để đem lại kết quả trong đời sống chúng ta. Therefore, the word of God has power to bring the result that we need. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải làm cái phần của chúng ta. But see, our part is this. Đó là chúng ta phải nghe. You have to listen. Tiếp nhận. Receive. Làm theo. And act upon it. Thì chúng ta sẽ thấy kết quả trong and đời sống chúng ta. And then you're going to be seeing fruits in your life. Amen. Và chúng ta xem tiếp Phúc âm Mark chương 4 câu 23. And continue to look in verse 20 in chapter 4. Câu số 23. Mark chapter 4 verse 23. Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. The Lord said this. Anyone has ears to hear, let him hear. Câu này có vẻ hơi kỳ and, lạ. And that's a pretty strange statement. Tại vì có thể nói là bình thường tất cả chúng ta ai có tai hết đúng and không? We know that we all have ears. Turn to đúng the không? Person next to you and say, you have ears to hear. Okay. Tất cả mọi người ai cũng có tai hết, nhưng mà tại sao Chúa lại nói là ai có tai để nghe? If we all have ears to hear, why the Lord say that anyone has ears to hear, let him hear. No, everyone has ears, but there is a difference between having ear and ear to hear. Có một sự khác biệt giữa có tai và có tai để nghe. Amen. So the Lord is saying that the difference you can have ears, but those have ears to hear are different. Thì ý Chúa Giê-xu nói người mà có tai để nghe có nghĩa là người này có một cái sự quyết tâm trong lòng là mình sẽ nghe. The people who have ears to hear mean that they already make a decision that I'm going to hear. Cũng giống như là điều chúng ta nói là khi chúng ta đến nhà thờ với một cái thái độ đúng tức là với đức tin và với sự trông mong thì chúng ta sẽ tiếp nhận. Just like two people, the people that come to the church with a determination that I'm going to have faith and I'm going to have expectation. Thì ở đây Chúa mới nói là ai có tai để nghe thì hãy nghe. And so Jesus said that those who have ears to hear, let him hear. Tức là những người nào mà nói như thế này, nhủ thầm trong lòng như thế này. And these people, you should have these thoughts. Là tôi sẽ đi nhà thờ để tiếp nhận lời của Chúa. I'm going to go to church so I can receive the word of God. Bởi vì tôi tin là trong lời của Chúa có quyền năng. Because I believe that in the word of God contain power. Để biến đổi đời sống của tôi. To bring transformation in my life. Và Chúa đã sẵn sàng để ban phước cho tôi. And he's ready to bless me. Do đó tôi sẽ đến nhà thờ để lắng nghe lời Chúa. So therefore I'm going to church with the purpose so that I have ears to hear. Đó chính là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói đây. And that's what Jesus is talking about. Nếu ai có tai để nghe, tức là với đôi tai đó chúng ta có chủ tâm, có ý đến và quyết tâm là sẽ nghe lời Chúa. And that's why Jesus emphasized that if you have ears, but you have to have ears to hear. Điều này hết sức quan trọng bởi vì trong it đời sống so chúng ta có rất nhiều những điều khiến chúng ta bị phân tâm. See, it's so important because in our life there's so much distraction that's going on. Có rất nhiều những điều mà nó muốn cho chúng ta chú ý đến trong đời sống của chúng ta. There are things in life that it take away our focus and want us to focus on certain things. Thí dụ như khi quý vị đến nhà thờ. And let's say when you come to church. Nếu mà quý vị không cẩn thận. If you're not careful. Quý vị sẽ bắt đầu quý vị chú ý, quý vị sẽ nhìn những người xung quanh. If you're not careful and you don't guard your heart, you begin to look at other people around you. Quý vị sẽ bắt đầu quan sát, quý vị sẽ nhận xét điều này điều kia. You begin to judge this thing and that thing. Thì quý vị cũng có thể nói, ông mục sư bữa nay mặc đồ kỳ quá. Oh, so you can say that, you know, today the pastor is not wearing cool clothes. Hoặc là ban thờ phượng bữa nay mặc quần áo kỳ cục quá. Or the worship team, you know, the way they dress, you know. Tức là sao? Tức là bởi vì sao? Bởi vì năm cái giác quan của chúng ta nó rất là mạnh mẽ. Because the five senses is activating. Bởi vì suốt ngày hàng ngày chúng ta sống chúng ta dựa vào năm giác quan rất nhiều. Because we lean on our five senses to live. Chúng ta nhận xét qua những gì chúng ta tiếp nhận vào trong mắt. And so we make our decision based on what we see, what we hear. Rồi chúng ta cũng nhận xét we judge things dựa vào những gì chúng ta nghe vào trong tai của chúng ta. But also you make judgment based on what you hear. Đúng không? Thì ra là rất dễ để mà khi mà chúng ta vào trong nhà thờ
It's so easy to walk into church. Chúng ta chú ý đến những cái sự, những điều vật chất, những điều lạc mặt đó. It's easy to pay attention to other material things. Và chính ma quỷ thì nó lại rất muốn cho chúng ta chỉ chú ý đến những cái điều vật chất như vậy. And that's the enemy bait. He loves for us to be distracted. Love for us to pay attention to those things. Mà nếu mà chúng ta để cho ma quỷ nó lừa dối chúng ta and vào những điều đó, you allow the enemy to deceive you, thì chúng ta sẽ miss những cái điều, những cái phước hạnh thuộc linh mà Chúa muốn ban cho chúng ta. And if that's the enemy bait and trap, and we fall for that trap, we're not going to receive the blessing that God has in store for us. Thì đó chính vì vậy mà Chúa Jesus mới nói là ai có tai để nghe hãy nghe. And that's why Jesus said, if you have those who have ears to hear, let them hear. Tức là không phải là khi mà chúng ta có tai này là tự nhiên là chúng ta sẽ nghe được những điều cần nghe đâu. Remember that just because have ear, it doesn't mean that you're ready to hear. Nhưng mà chúng ta phải có chủ tâm, có determination, có purpose. But you must have, chúng ta have mới determination nghe được. In order for you to hear it correctly. Amen. Và bản tính xác thịt của chúng ta. See our flesh. Thì nó có một cái tài. It has a gift, a talent. Okay. Our mm-hmm. flesh has a talent. Mm-hmm. Đó là gì? Đó là bắt lỗi người khác. The flesh has fault a gift, finding. A fault finding. Và cái bản tính xác thịt của chúng ta nó cũng có một cái tài khác nữa, đó là chỉ trích. The flesh also has a gift of criticism. Okay. Thành ra nếu mà chúng ta để cho xác thịt, bản tính xác thịt của chúng ta nó dẫn dắt chúng ta đó, thì chúng ta sẽ rơi vào trong tình trạng hết sức là tiêu cực. And so basically if you allow your flesh to lead you all the time, you're in a place where the devil is going to steal your blessing. Amen. Chúng ta đọc tiếp Phúc âm Mark chương 4 câu 23 và 24. In Mark chapter 4 verse 23 and 24. Và Chúa Jesus nói tiếp như thế này. And Jesus said this. Nếu ai có tai để nghe, hãy nghe. Đây là Chúa lại lặp lại đây ha. Là Ngài lại phán, hãy suy xét điều mình nghe. Mm-hmm. And here it is again. Jesus said here, if anyone has ears to hear, let him hear. Then he said to them, take heed what you hear. So he is reminded the second time about hearing. Mm-hmm. Tức là Chúa bảo là khi mà chúng ta đã có quyết định là nghe đó, nhưng mà sau khi chúng ta nghe được cái điều gì đó, chúng ta phải suy xét điều mình vừa mới nghe. So first of all, he's telling the people that take, you know, if you have ears, you want to have ears that hear. But then he went on to say that pay attention to what you're hearing. Đúng rồi. Take heed, tức là chú ý, suy xét về điều mình nghe. Các con lường cho người ta mực nào thì cũng sẽ được lường lại mực ấy và còn được cho thêm nữa. And he went on to say the third thing about hearing. He says here, with the same measure you use, it will be measured to you. And to you who hear, more will be given. Tức là nếu chúng ta càng chủ tâm, càng chú ý để mà tiếp nhận, để lắng nghe đó, lại càng được thêm nữa. What he's saying that if you pay attention to what he's speaking, more will be given to you. Và chúng ta xem tiếp câu số 25. And in verse 25. Vì ai có sẽ được cho thêm. And he say that for whoever has, to him more will be given. Ai có, nhưng mà có là có cái gì đây? And whoever has, what is he talking about here? Có cái gì? Have what? Có này là có tai để nghe. He's saying that have ears to hear. Tức là ai có tai để mà nghe đó, mà chú ý để mà nghe đó thì sẽ được thêm. And so he say that if you have ears to hear, mm-hmm. he's going to give you more. Và phần sau của câu 25, còn ai không có thì sẽ bị cất luôn điều mình đang có. But then he go on to speak to us in verse 25. But whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Không có tức là sao? Tức là người đó có tai nhưng mà không có chú ý để mà nghe đó. He say that you have ears. You have ears, but you didn't train your ears to hear. So basically, what you had before, it's be taken away from you. Có nghĩa là những điều mà chúng ta đã nghe, đã tiếp nhận, mà nếu mà sau đó chúng ta không có còn chú ý để mà tiếp nhận nữa đó, thì chúng ta sẽ quên đi những điều mình đã có. And so what he's saying that the things that you hear and you receive, if you don't continue to pay attention to receive, it will be taken away from you. Amen. Thế là chúng ta nhớ điều thứ hai, cái ích lợi thứ hai của lời Chúa đó, lời Chúa đem lại kết quả trong đời sống. So remember, it's how you hear it that will bring fruit into your life. Và muốn có kết quả thì chúng ta phải có đôi tai để mà lắng nghe, chú tâm và để lắng. And so therefore, you need to have ears that hear. Và cái ích lợi thứ ba của lời Chúa đó là lời Chúa có quyền năng để biến đổi đời sống của chúng ta. The third benefit in the word is that the word has the power to transform your life. Amen. Thì chúng ta phải coi chừng những cái ý nghĩ ở trong đầu của mình. So therefore you gotta watch the kind of thoughts that go through your mind. Amen. Và đừng có để cho, bởi vì sao, ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách để mà nó xen vào trong đầu chúng ta những ý nghĩ tiêu cực. Because the devil will cause you to think about negative things. Amen. Thành ra khi mà chúng ta tiếp nhận lời của Chúa đó. So when you receive the word, thì lời Chúa sẽ đem lại kết quả trong đời sống chúng the ta. The word of God will bring fruits into your life. Chúng ta sẽ biết cách để mà chúng ta bước đi trong sự yêu thương. You will the word empower you to walk in love. Chúng ta sẽ không có còn đoán xét những người khác nữa. The word will empower you not to judge other people. Chúng ta vẫn có thể thấy được những lỗi lầm của họ.
You can see people's mistakes. Nhưng mà chúng ta nhìn xuyên qua những lỗi lầm đó. But you're able to see it through God's eyes. Chúng ta nhìn thấy những điều tốt lành nhất của họ. That you see the best in the people. Và lời của Chúa dạy chúng ta trong Roma chương 12 câu 2. And in Romans chapter 12 verse 2. Roma chương 12 câu 2. In Romans chapter 12 verse 2. Đừng khuôn rập theo đời này. Do not be conformed to this world. Thì cái chữ khuôn rập theo đời này có nghĩa là như thế này. The word conform means this. Thì cái chữ khuôn rập có nghĩa là đừng có bị ép vào trong cái khuôn của thế gian. Basically that he doesn't want us to shape into the world's way of thinking or behavior. Cái chữ mà conform hay là cái chữ bị khuôn rập đó nó có ý nghĩa như thế này. What does it mean is this? Giống như là nếu mà tôi cầm cái chai này. If I hold this bottle of water in my hand. Tôi bóp nó lại. And if I squeeze it. Thì cái chai này đó nó sẽ bị méo mó. And so it's been pressed và nó bị shaped according to cái tay của tôi nó bóp vô, đúng okay, không? Okay, so the bottle has been shaped according to how I squeeze it. Tức là lời của Chúa bảo là chúng ta đừng có để cho những cái áp lực ở trong thế gian này nó ép chúng ta vào thành ra chúng ta sống giống như trong thế gian. And so the word of God says that do not allow the things in the world shape us, press and pressure us to be like them. Okay. Và chúng ta xem tiếp cái phần sau của câu này. And in the last part of the verse. Nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. And he said, be transformed by renewing your mind that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Thì cái chữ quan trọng kế tiếp đó là chữ biến hóa. And so the word that we pay attention to is transformation. Transform. Chữ đầu đó là conform, đúng không? The first word is conform. Nhưng mà cái chữ sau đó là transform. But then the last word is transform. Tức là biến hóa. Thì cái chữ này có nghĩa là cái sự biến hóa đó nó xuất phát từ bên trong mà nó thể hiện ra bên ngoài. And so the transformation take place, it start from the inside that will transform to the outside. Và cái chữ biến hóa này, the word transform, trong tiếng Hy Lạp the Hebrew, là chữ metamorpho. Và trong tiếng Anh đó là chữ metamorphosis. Đó, nó nói về một cái sự biến hóa của một con sâu biến thành con bướm bướm. The transformation is just like a caterpillar transforming to be a butterfly. Right. Thì từ trong cái con sâu, từ trong cái con caterpillar, trong con so sâu in đó, the caterpillar, đã có sẵn tất cả những gì cần thiết. The DNA, all the everything in the caterpillar để trở thành con bướm bướm. To become a butterfly. Thì đó cái sự biến đổi đó nó từ trong và nó thể hiện ra bên ngoài. And so it transformed from the inside to the outside. Và điều đó ý của Chúa muốn nói là như thế này. So what God is saying here. Là lời của Chúa. The word of God. Có tác dụng. Có quyền năng. It has the power để biến đổi chúng ta to từ transform trong us from inside out. Để cho chúng ta không bị thế gian ép chúng ta vào trong so that we're not being conformed or pressured by Amen. The things of the world. Và chúng ta xem trong Gia-cơ chương 1 câu 21. And in James chapter 1 verse 21. Vậy hãy loại bỏ mọi điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Lấy lòng nhu mì tiếp nhận lời đã trồng trong anh em là lời có thể cứu chuộc tâm hồn anh em. Therefore, lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive the meekness, the implanted word, which is able to save your souls. Amen. Thì lời của Chúa đây cho chúng ta biết là chúng ta cũng đang sống trong một xã hội mà những điều ô uế và gian ác đang lan tràn. Right now, we're living in a very depraved and dark world. Thì lời Chúa bảo là chúng ta hãy loại bỏ những điều đó ra. And the word of God tells us here to lay aside all of that. Làm sao chúng ta có thể loại bỏ những cái sự ô uế và gian ác? How are you going to lay aside all the filthiness and wickedness in the world? Thì câu kinh thánh này cho chúng ta câu trả lời. The word of God says here. Đó là lấy lòng nhu mì để tiếp nhận lời đã trồng trong anh em. And here he's talking about a condition of the heart. You must have meekness to receive the word of God. Amen. Và cái chữ lời của Chúa ở đây được miêu tả là sao? Là lời được trồng. And he said that the way that you able to overcome and lay aside all the filthiness of the word is that the word has to be planted in your heart. Thì một lần nữa chúng ta lại thấy lời của Chúa được ví giống như là một cái hạt giống được gieo, được trồng vào trong lòng and của again, chúng ta. The word of God, he's saying here, the word of God has to be planted in our heart. Thì chính lời của Chúa khi được trồng trong lòng và trong tâm trí của chúng ta. And when the word of God is planted in our heart and our mind. Thì mới đổi mới tâm trí chúng ta. And it will cause us to change the way that we think. Mới giúp chúng ta thay đổi cái lối suy nghĩ của chúng ta. It will cause us to change the way that we think. Và qua đó đời sống chúng ta được biến and đổi. And therefore our life will be changed. Amen. Hallelujah. Và cái ích lợi thứ tư. Của lời Chúa. And the fourth benefit about the word of God. Đó là lời Chúa có quyền năng để xây dựng đời sống chúng ta. Because there's power in life in the word, it has the power to build you up. Xây dựng có nghĩa là giúp cho chúng ta trưởng thành và lớn lên. It causes you to grow and mature. Chúng ta xem trong Công vụ chương 20 câu 32. In Acts chapter 20 verse 32. Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho lời ân điển của Ngài là lời có thể xây dựng
và ban cơ nghiệp cho anh em cùng với tất cả những người được thánh hóa. Okay, let's read this together. So wake up our body. Say, let's read this out loud. So now, brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and give you an inheritance among all those who are sanctified. Amen. Wow. Amen. Go back to the beginning of that verse. Okay. Và cái chữ mà tôi muốn chúng ta chú ý đây là cái chữ giao phó. I want you to pay attention here to the word. I commend you. I commend you. Tức là sao? Sư đồ Phaolô ở đây muốn nói là tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời. He's saying that I commend you to God. Tức là thông thường khi mà chúng ta cầu nguyện cho một người nào đó. When you pray, usually when you pray for someone. Chúng ta biết là mình không thể nào mà thay đổi người khác được. And you know that you cannot change a person. Chúng ta chỉ có cách là chúng ta giao phó cái người đó cho Chúa. You can only lift that person and surrender that person to the Lord. Để Chúa làm việc trong đời sống của người đó. So that God can work in that person's heart. Để có những gì cần thay đổi thì Chúa sẽ giúp người đó thay đổi. Only God can change the person. Nhưng mà còn quan trọng mà kế tiếp mà tôi thấy cho chúng ta thấy ở đây. But here what God is saying here. Là tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho lời ân điển của Ngài. But he's saying here, not only like he's saying that I'm not like, you know, surrendering that person to the Lord, but also to the word of his grace. Tức là khi mà chúng ta nói là sứ đồ Phaolô là tôi giao phó anh em cho lời của Đức Chúa Trời. He said that I'm giving you to his word. Có nghĩa là lời của Chúa sẽ biến đổi được anh em. Because he knows that the word of God can bring transformation. Lời của Chúa sẽ xây dựng anh em. And the word of God can build you up. Tức là sao xây dựng có nghĩa là làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Build you up means it causes you to be stronger. Làm cho chúng ta được vững vàng hơn. Cause you to be more strong. Và làm cho chúng ta được trưởng thành nhiều and hơn. And causes us to grow and mature. Và chẳng những là lời của Chúa xây dựng chúng ta mà lời của Chúa còn ban cơ nghiệp của chúng ta nữa. Wow, this is the part I like. Not only it build it up, but the word of God said that so that we can receive God's inheritance. Amen. How much like inheritance? Amen. Amen. Yeah. Amen. Chúng ta biết là thí dụ như là nếu mà chúng ta là con của một người giàu có triệu phú hay là tỷ phú gì đó, thì khi người đó qua đời chúng ta sẽ được hưởng cái cơ nghiệp của cái người tỷ phú. Just đó, like let's say if you an heir to like a billionaire, if and your father okay. A billionaire, of course you know you'll be an heir to something good. Yeah. Nhưng mà đây đó là chúng ta là người thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. But here Amen. The Bible, this is even better. Amen. We're heir of God. Có nghĩa là tất cả những sự giàu có, những sự tốt lành, những phước hạnh, tất cả những thứ Đức Chúa Trời Chúa dành cho chúng ta hết. All the goodness, all the prosperity that God has belong to us. Và lời của Chúa sẽ giúp để mà ban cái cơ nghiệp đó, tức là giúp để chúng ta có thể kinh nghiệm by receiving the word of God and hearing the word of God and act on it, we can receive that inheritance that belongs to us. Bởi vì sẽ có rất nhiều người là con cái Chúa, là những người thừa hưởng cơ nghiệp của Chúa nhưng mà không bao giờ kinh nghiệm được cái cơ nghiệp đó hết. We know by head that we have inheritance, but a lot of us have not received that inheritance. Amen. Thì ra, trước khi mà chúng ta sang đến cái phần kế tiếp là và được phước hạnh bởi Đức Thánh Linh, thì trong này nói về vấn đề là chúng ta kinh nghiệm những phước hạnh bởi lời của Chúa. So Amen. The Bible here talks about receiving inheritance by the word of God. Thì ra chúng tôi thách thức tất cả mọi người trong hội thánh chúng ta. And so I want to encourage. Là mỗi Chủ nhật khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đến với đức tin và với sự trông mong. So remember that you come to church with faith and also with expectation. Amen. Và đức tin và sự trông mong đó là chúng ta sẽ tiếp nhận được từ nơi Chúa. Come with faith and expectation that you're going to receive something from the Lord. Và khi mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta làm theo. And when you receive the word of God, you act upon it, you obey it. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được rất nhiều phước hạnh của Chúa. And you're going to receive many blessings that He has in store for us. Còn đối với quý vị là những người cha mẹ, những phụ huynh mà có con em còn nhỏ. And for parents that have young children. Quý vị cũng có thể bắt đầu gieo sow, gieo những điều này vào trong lòng của con cái. You can also sow the word of God in your child's heart. Quý vị nói bây giờ cả nhà mình sẽ đi nhà thờ. You say that our house will go to church. Chúng ta sẽ thờ phượng Chúa. We will worship God. Chúng ta sẽ tiếp nhận lời của Chúa. We will receive the word of God. Chúng ta sẽ kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. We will receive God's blessing. Rồi lời Chúa sẽ biến đổi cả đời sống chúng ta. And the word of God will transform our lives. Thì khi đó sẽ giúp cho con em chúng ta không phải Chủ nhật đi nhà thờ. That's it. And so the child will not be trained to always just go into church with no purpose. Nhưng mà quý vị bắt đầu giúp để cho con em của quý vị hiểu rõ được cái mục đích chúng ta đến nhà thờ với một cái expectation như vậy. The children need to be trained to know to go to church with expectation. Okay, hallelujah. The third part that God wants us to be blessed is the second part is that we're blessed by the Holy Spirit. Hallelujah. Và cái phước hạnh thứ hai khi chúng ta đến nhà thờ thờ phượng Chúa đó là chúng ta được chính Đức Thánh Linh ban phước cho chúng ta. You know, I think like within the last 2 months I've been really praying and seeking a lot the Lord for direction of our church.
trong những tuần vừa qua thì tôi cầu nguyện rất nhiều để xin Chúa hướng dẫn về cái đường hướng trong tương lai. And I know, and I know in my heart that as we head into 2020. Và tôi biết là khi chúng ta đang chuẩn bị để bước vào năm 2020, Chúa muốn chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. So that He's always willing to bless us. Chúa thì luôn luôn sẵn sàng để ban phước cho chúng ta. But we have to be in the, we have to have the right heart and position to walk in the blessing that He already poured out upon us. Nhưng mà chúng ta cần phải sẵn sàng trong tấm lòng của chúng ta và vị trí đúng để mà chúng ta tiếp nhận. And that's why these sermons are here on Sunday that are talking about having the right heart attitude, the right mindset, but also on Friday night, power thoughts, training yourself to come in to thinking in alignment with the Lord, so that way you are set up to be blessed by the Lord in the coming days. Thế nên những cái bài giảng này đang dạy dỗ và giúp cho chúng ta chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để chúng ta đến với Chúa với cái thái độ đúng. Rồi các bạn thanh niên thì học vào tối thứ sáu về những cái power thoughts, những cái ý tưởng đầy quyền năng để chúng ta có thể kinh nghiệm những gì Chúa sắm sẵn cho chúng ta. Okay, so many problems that people experience has to do with what's going on in the mindset. Amen. Rất nhiều những cái nan đề trong đời sống chúng ta đó nó xuất phát từ những cái sự suy những lối suy nghĩ trong đầu. And when we have certain pattern of thinking and we don't compare to the word of God and we continue to think in opposition to the word of God, we're stuck. Và nếu mà chúng ta vẫn giữ những cái sự suy nghĩ và những cái hành động mà nó không có phù hợp với lời của Chúa, chúng ta sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Now, God has given us the Holy Spirit. Và Chúa đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh. Okay, we cannot live a victorious life without the Holy Spirit. Chúng ta sẽ không thể nào mà sống một đời sống đắc thắng mà không nhờ cậy Đức Thánh Linh. Amen. And so next year, there will be sermons that will talk about the Holy Spirit, so that you can understand how you can partner with the Holy Spirit to bring God's plan come to pass in your life. Và trong năm tới chúng ta sẽ được học hỏi thêm về Đức Thánh Linh để chúng ta biết cách để chúng ta cộng tác với Đức Thánh Linh để thấy được quyền năng của Chúa. Did you know that the Holy Spirit is the author of the Bible? Chúng ta quý vị có biết là chính Đức Thánh Linh là tác giả của Kinh Thánh. Amen. He knows the mind of God. Bởi vì Đức Thánh Linh biết rõ tâm trí của Đức Chúa Trời. And in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 says this. Và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 9 ghi như thế này. But as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love him. Nhưng như đã chép, những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến thì Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. So Paul is telling us there are things that God has already prepared for us. Thì đã sứ đồ Phaolô ở đây cho chúng ta biết là có những điều mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta là những người yêu mến Chúa. Look at the word here. It's past tense. God has already prepared for those who love him. Và cái thì quá khứ được dùng ở đây tức là đã dành sẵn. Okay? That means that he already have blessing and plan in store for all of us. Có nghĩa là Chúa đã sắm sẵn những cái phước hạnh sẵn sàng để mà ban cho chúng ta. Things that we have not seen or haven't even heard. Và những cái phước hạnh đó thì đó là những điều mà mắt chúng ta chưa thấy, tai chúng ta chưa nghe. And God wants to reveal those things to us. Và Chúa muốn bày tỏ những điều đó cho chúng ta. How many of us want to see a glimpse of the plan that God has for us? Everybody, right? Muốn được thấy thoáng qua những gì mà Chúa sắm sẵn. But how is God going to do that? Nhưng mà làm cái đó bằng cách through nào? The Holy Spirit. Nhờ Đức Thánh Linh. Right? Okay, in verse 10 here say, but God has revealed them to us through his Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Câu số 10 ghi tiếp, nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ những điều này cho chúng ta qua Thánh Linh, vì Thánh Linh thấu suốt mọi sự, ngay cả những điều sâu nhiệm của Đức Chúa Trời. The Holy Spirit knows all things about our future. Và Đức Thánh Linh biết rõ những điều trong tương lai chúng ta the sẽ Holy xảy Spirit ra. Knows what's gonna happen with the economy. Và Đức Thánh Linh cũng biết là kinh tế rồi nó sẽ như thế nào. All the things that God has already prepared for us. Tất cả những điều gì Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta. But He's revealed to us by His Spirit. Và Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta những điều đó qua and Đức Thánh Linh. And when we sit here in church hearing the Word of God, He's gonna reveal things to you. Rồi trong lúc chúng ta ngồi chúng ta nghe giảng lời của Chúa, Đức Thánh Linh cũng đang bày tỏ cho and chúng one ta. Thing I learned about the Holy Spirit is this. Và một điều mà tôi học được về Đức Thánh Linh because là thế này. Because He is the teacher and the author of the Bible. Bởi vì Đức Thánh Linh chính là thầy giáo và là tác giả and của many Kinh Thánh. Often we pray like, you know, we yield to you God, we yield ourselves to you Holy Spirit. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện là lạy Đức Thánh Linh, chúng con đầu phục Ngài. But you know that when you yield to the Holy Spirit, là khi chúng ta đầu phục how do we yield to the Holy Spirit? Chúng ta đầu phục bằng cách nào? It's that we act on the word of God. Đó là bằng cách là chúng ta làm theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh. The more we act upon the word of God, càng làm theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, the more we hear the word of God,
chúng ta càng nghe lời Chúa. Because he is the teacher of the word. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng dạy dỗ chúng ta. He's teaching us the word of God. Đức Thánh Linh dạy chúng ta lời của Chúa. He's giving us instruction in the word of God. Ngài chỉ dẫn cho chúng ta trong lời của Chúa. But we obey the word of God. Thì đó khi mà chúng ta làm theo lời Chúa. We are yielding to him. Tức là chúng ta đang đầu phục Chúa. And the more we yield to him by acting on the word of God. Càng đầu phục Đức Thánh Linh qua việc chúng ta vâng phục lời Chúa. The more he can empower us to have dominion over our life. Amen. Chúa lại càng ban quyền năng cho chúng ta để chúng ta tẩy chay đời sống. In his word. Thí dụ trong lời của Chúa. He say that to worship the Lord, enter his gate with thanksgiving. Thì Chúa bảo là chúng ta hãy bước vào trong hành lang của Chúa với sự ca ngợi và cảm tạ. Và với đầy dẫy sự vui mừng. And his word say, I would desire that men ever lift up their hands as they pray before the Lord. Và Kinh Thánh cũng bảo rằng ta muốn tất cả mọi người đều cất đưa tay lên để mà ngợi khen Chúa. Và khi mà chúng ta làm theo, right, you are in submission to his authority. Tức là chúng ta đang vâng phục Đức Thánh Linh. And therefore he will reveal more things to you because you are obedient to his word. Thì khi mà chúng ta vâng phục lời Chúa, Chúa lại càng bày tỏ thêm cho chúng ta. Does that make sense to everybody, right? Điều đó hợp lý phải không? Now the devil knows this. Và ma quỷ thì nó cũng biết. And why do you think that he will get you to live out your flesh? Như vậy thì tại sao mà chúng ta không thấy là như vậy, tức là chúng ta thấy là ma quỷ nó muốn cho chúng ta sống trong xác thịt. And that's why sometimes going to church is a battle, the tiredness, the weariness, a battle to even to make it to church on time. Thì đã đối với nhiều người có nhiều khi là ngay cả cái việc đến nhà thờ nó cũng là một cái cuộc chiến. And why is that? Tại sao như vậy? Because like the devil wants us to live by our flesh. Bởi vì ma quỷ nó muốn chúng ta sống theo xác thịt. Live by what we feel and think and sống how theo cảm xúc của based chúng ta. On circumstance. Sống dựa vào hoàn cảnh instead xảy of ra. Things of the spirit. Thay vì bước đi theo tâm linh của and chúng when ta. You are as a Christian, if you continue to yield to your flesh. Mà nếu chúng ta là con cái Chúa mà chúng ta cứ sống theo xác thịt. The Bible says the flesh profits nothing. Thì Kinh Thánh cho biết là xác thịt chẳng ích lợi gì. Those who in the flesh will not please God. Và những người sống theo xác thịt không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. And therefore we need the Holy Spirit. Và chính vì vậy mà chúng ta cần Đức and his power quyền năng của and Ngài. Cry out to him to overcome the things of the flesh để giúp cho chúng ta đắc thắng so that we can walk in the things of the spirit để chúng ta có thể bước đi theo Thánh Linh. And as we activate the things in the spirit và khi mà chúng ta vận hành theo we are ready Thánh Linh, for more that God has for us. Amen. Chúng ta sẵn sàng để Chúa ban phước thêm that's cho right. chúng ta. And so basically that what God wants to speak to us here is that there's so many things that he has in store, he wants to bless us. Tức là Chúa đã sắm sẵn rất nhiều những điều kỳ diệu để mà muốn ban phước cho chúng ta. But it's all about us cooperating with the Holy Spirit. Nhưng mà cái vấn đề còn lại là chúng ta có hợp tác partnering với Đức Thánh Linh hay không? With the Holy Spirit. Chúng ta có cộng tác với Đức Thánh Linh hay okay, không? So that we can hear from him. Để chúng ta có thể nghe được sự phán dạy của Ngài. And we can step out to do what he wants us to do. Rồi chúng ta có thể bước ra và làm theo điều Chúa dạy chúng ta. Okay. In 1 Corinthians chapter 2 verse 11 to 12. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 11 và 12. For what man knows the things of a man except the spirit of man which is in him? Even no one knows the things of God except the spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the spirit who is from God, that we might know the things have been freely given to us by God. Tôi xin đọc từ câu số 11. Ai biết được tư tưởng của con người nếu không phải là tâm linh ở trong chính người ấy? Cũng vậy, không ai có thể biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời ngoài Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta không nhận lấy linh của thế gian, mà là nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời để có thể hiểu được những điều Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cách nhưng không. All of us have the Holy Spirit in here, amen. Tất cả chúng ta là con cái Chúa đều có Đức Thánh Linh trong and lòng. And if you have the Holy Spirit, you have the anointing from God. Và khi chúng ta có Đức Thánh Linh sống trong lòng chúng ta, tức là chúng ta you có sự sức dầu của Chúa. You have the anointing which is the presence of God within. Và đó chính là sự sức dầu và sự hiện diện của Chúa. And the Holy Spirit will speak to you and teach you. Thì đó, Đức Thánh Linh ở trong lòng chúng ta sẽ dạy dỗ chúng ta. But also that in order for us to receive from him. Và để cho chúng ta có thể tiếp nhận từ nơi Đức Thánh Linh. Also he has to be reverence. Thì chúng ta phải tôn trọng Ngài. Right? We have to pay attention what kind of thoughts offend him. Chúng ta phải để ý xem là cái những ý tưởng nào trong tâm trí của mình nó khiến cho Đức what Thánh Linh buồn lòng. What kind of attitude offends him? Cái thái độ nào trong lòng chúng ta khiến Đức Thánh Linh buồn lòng? And if we sometimes we go through life and we don't pay attention to what we think or what's going on in our heart. Mà có nhiều khi chúng ta sống mỗi ngày mà chúng ta không có quan tâm, không để ý đến những ý tưởng trong đầu hay là những sự thái độ trong lòng. And we don't know that we grieve the Holy Spirit. Mà chúng ta không biết là khi mà chúng ta làm như vậy, chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Okay, and we don't take time to make it right. Mà chúng ta không có dành thời giờ để chúng ta điều chỉnh lại. And therefore we are missing out what he has for us. Thành ra chúng ta sẽ bỏ lỡ những điều gì Chúa muốn ban cho chúng ta. The Holy Spirit what he's speaking to us this morning is that come to church, get faith, please God. Amen. Khi mà chúng ta
để nhà thờ để thờ phượng Chúa hãy đến bằng đức tin, bởi vì đức tin là đẹp lòng Đức Chúa Trời. Because without faith it's impossible to please God. Bởi vì Kinh Thánh cho biết là nếu không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng without Chúa Trời. Without faith it's impossible to please the Holy Spirit. Và không có đức tin thì cũng không thể nào đẹp lòng Đức Thánh Linh. Amen, right? Amen. And so that's why it's like when your flesh is acting up and you're coming to church sometime, you're have your mind on other things, worry, fear, or offended, all that the enemy will try to get that in your mind, which will affect your heart. Thì nếu mà chúng ta đến nhà thờ mà chúng ta để cho những cái sự lo lắng, những sự bực bội, những sự khó chịu mà nó vẫn còn trong stress. Tâm trí chúng ta, thì khi đó đó ma quỷ nó sẽ lợi dụng những điều đó khiến cho chúng ta không có còn tiếp nhận phước hạnh. And as you walk in church, do you think you're in your heart is ready to worship the Lord? No, you were not, right? Và khi mà chúng ta đến nhà thờ với những cái tâm trạng như vậy đó thì làm sao chúng ta sẵn sàng để thờ phượng Chúa? And that's why like before even before you prepare to go to church. Thì đó khi mà quý vị chuẩn bị để đến nhà thờ thờ phượng Chúa thì đó là một cái cuộc chiến thuộc linh. And you gotta pray even before you go to church or pray the night before. Quý vị còn phải cầu nguyện ngay cả cái đêm trước khi đêm thứ bảy. God, you know, Holy Spirit give me strength. Give me thêm sức alertness. Tỉnh táo. Take away all the stress, the worry. Cất đi tất cả những sự so lo when lắng. I come into the house of God, để khi con đến nhà thờ, my heart would be in the right place. Tấm lòng của con. And a lot of us, I sense that you have hardness of heart because you have problem and you haven't seen breakthrough. And you've been going to church for years and years and years, and this has become a formula where you're not expecting anything. Và tôi biết là có một số người chúng ta, bởi vì chúng ta đã trải qua những khó khăn trong đời sống chúng ta nhiều năm, rồi khi chúng ta đi đến nhà thờ, chúng ta cũng không có kinh nghiệm gì hết. Rồi cuối cùng thì trong lòng của chúng ta nó trở thành ra một cái thái độ thụ động. Chúng ta đến nhà thờ chúng ta cũng không có trông mong gì cả. But if you would listen to God what he's telling you this morning. Nhưng mà nếu quý vị lắng nghe lời Chúa phán quý vị hôm nay. Adjust your mind. Điều chỉnh tâm trí của mình. Adjust your heart. Điều chỉnh lại tấm lòng của mình. Adjust your attitude. Điều chỉnh thái độ trong lòng của chúng ta. Breakthrough is coming to your way. Thì sự bứt phá sẽ đến trong đời sống okay? của chúng ta. It has to be a lifestyle if you're going to see the hand of God move upon your life continuously. Nếu mà chúng ta muốn kinh nghiệm quyền năng của Chúa vận hành trong đời sống chúng ta một cách liên tục. It's like a lifestyle in the spirit that we have to train ourselves to live. Đó là một cái nếp sống trong con người tâm linh của chúng ta. Amen. And so I want to encourage you that every Sunday when you go to church. Thì tôi muốn khuyến khích mọi người là mỗi Chủ nhật khi chúng ta đến nhà thờ. Okay, that whoever is going to be preaching in the pulpit. Bất luận là người nào giảng. Because ở đây, in the coming day we will have a young adults will be up here preaching. Bởi vì trong những ngày tháng sắp đến chúng ta sẽ có một số các bạn thanh niên đứng lên để giảng. But when you come to church. Nhưng mà khi mà chúng ta đến nhà thờ. You say that I'm expected to be blessed today. Thì chúng ta nói trong lòng là tôi trông mong là sẽ được Chúa ban phước. I'm going to expect to be blessed by the word that's been given out today. Tôi trông mong là lời của Chúa sẽ ban phước hạnh cho tôi. I'm going to be blessed by the Holy Spirit. Chính Đức Thánh Linh sẽ ban phước cho tôi. I'm going to have ears to hear. Và tôi sẽ có đôi tai để lắng nghe. I'm going to receive. Tôi sẽ tiếp nhận. My eyes will be open. Mắt của tôi sẽ mở ra. I'm going to receive the things that God has for me. Tôi sẽ tiếp nhận được những điều Chúa sắm sẵn cho tôi. There's a blessing that God has for me today. Chúa đã sắm sẵn phước hạnh cho tôi trong ngày hôm nay. Amen. How do you believe that? Amen. Yes. Amen.